Xin chào mọi người và nhất là các anh trai, em gái tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Đây là video clip anh làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với người mà Quý Dậu mà kiếm phong kim của các anh, các em, lộn, các em, sorry. Thì anh chưa có làm cái vận hạn cũng như tử vi của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hồi đầu năm cũng như cái vận hạn 6 tháng đầu năm, cho nên anh sẽ nói sơ lại cái phần sao hạn, vận niên và bổn mạng của các em ở trong cái năm này. Thì như đã biết thì các em là mệnh kiếm phong kim ha. Nam mạng thì có sao thái âm, nữ mạng thì có sao thái bạch. Hạn thì nam mạng là diêm vương để bệnh ra máu. Hạn của người nữ mạng là hạn điều động thì nhiều bão lo. Vận niên thì là một vận niên tốt, hầu thực quả và kỹ ăn trái cây tốt. Thiên can quý với mậu thì tương hợp ha, mậu hợp quý, cho nên là có thể nói là mong là địa chi Dậu Tuất thì sinh nhập về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là tốt đẹp. Rồi đó là những gì mà sơ khởi của cái bổn mạng năm của các em. Thì với nam mạng thì người ta nói có sao thái âm thì có may mắn, danh lộc tốt. Nữ mạng có sao thái bạch thì hao tài đau ốm. Tuy nhiên là các em nữ đừng có lo, cái sao thái bạch thuộc hành kim, mà hành kim thì đối với người mệnh kim thì tác dụng nó không có lớn lao, cho nên là cũng không có gì mà phải lo lắng. Các em thì còn nhỏ, Quý Dậu thì thường là đẹp mã, đúng không? Người ta gọi là thường là gái sắc, cho nên là cũng không có quá lo lắng gì về cái việc mà hao tốn tiền tài đâu ha. Có sắc và có chồng đẹp trai nhiều tiền theo anh là như vậy thì sẽ có một sự tốt đẹp riêng về mặt tiền tài. Rồi trở lại với cái 6 tháng cuối năm thì tháng đầu tiên của cái 6 tháng cuối năm anh làm đó là tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất. Thì tháng này là tháng Canh Thân, thì Canh Thân thì nó là thuộc mặt, như vậy mà xét về bổn mệnh là kim của các em khắc mộc, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn xây sát tay chân, nhưng mà nhẹ nhàng thôi, không có lớn lao. Thiên can thì chữ canh với chữ quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng của chủ. Như vậy là thiên can là tốt đẹp, tại vì chữ canh là thuộc kim, chữ quý thì thuộc thủy, cho có thể nói là đây là trường hợp gọi là được nạp âm ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, dễ sinh tài lộc, công việc hanh thông tốt đẹp, điều đó là rất là ok. Địa chi Thân Dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau. Thân Dậu thì là được thuộc kim, cho nên là Thân Dậu ok, không có việc gì cả đâu. Như vậy là tháng 7 đối với tụi các em Quý Dậu thì kim nó khắc mộc thì có chút khó khăn về bổn mạng là chính, chứ còn công việc và gia đạo các cái mối quan hệ khác thì không có vấn đề gì. Rồi đó là điều tốt đẹp ha. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu, tháng tuổi của các em về phần địa chi. Như vậy mệnh kim khắc mộc, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn và có thể là bổn mạng một chút nguy nan do rơi vào tháng tuổi. Thiên can Tân Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như cũng giống như trên, canh Tân thì thuộc kim, quý thì thuộc thủy, cho nên là có thể nói là âm ngũ hành là kim sinh thủy. Như vậy thiên can cái phần mà nói về công việc của một cái tháng thì rõ ràng là tốt đẹp, không có việc gì đối với các em. Có thể nói là sẽ còn có tốt đẹp đối với những người mà nam mạng với cái sao thái âm chiếu mạng. Địa chi Dậu với Dậu thì là tháng tuổi, ngoài ra Dậu với Dậu là tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh và bên mạnh loại trừ bên yếu, cho nên là rơi vào tháng tuổi thì rất dễ sinh rầy rạc trong gia đạo, những cái chuyện thị phi không có. Đối với cái người có sao thái bạch là các em nữ thì đây là tháng cần phải để ý nhiều.
Vì sao? Vì kim khắc mộc, khi mà kim nó khắc mộc rồi thì các phúc tinh ha và tài tinh sẽ bị khống chế, và phá và bại tinh nó sẽ hoành hành một cách rất là nghiêm trọng. Mà gặp vào tháng tuổi nữa, có phá và bại tinh nó hoành hành, gặp tháng tuổi mà bị tự hành thì rất dễ sinh những cái chuyện thị phi, tai tiếng và gây ra hao tổn tiền tài. Cho nên là các em thì cần cẩn thận nhiều hơn ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018, tháng này là tháng Nhâm Tuất, tiếp là một tháng gốc thủy. Như vậy mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh cũng sinh xuất tháng, bổn mạng cũng không được tốt đẹp ha. Bị sinh xuất thì nó sẽ yếu đi, các cái phúc tinh và tài tinh cũng sẽ bị yếu đi ha. Thiên can nhâm quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhâm quý thì đều thuộc thành thủy cả. Như vậy thì về công việc gì đó thì cũng không có đến nỗi nào ha. Công việc thậm chí là còn có sự tốt đẹp cái cùng thành thủy mà. Như vậy là ngon lành, tuy là bổn mạng tiếp tục bị sinh xuất. Rồi địa chi Dậu Tuất là thuộc nhóm tương hại. Mà tương hại được hiểu ở đây là sự cản trở nhau, gia đạo sinh nhiều buồn phiền khó chịu. Như vậy thì rõ ràng là tháng 8, tháng 9 với cái gia đạo là một cái là tự hình, một cái là tương hại, như thế này thì rõ ràng là gia đạo cần phải chú ý. Tháng 9 thì cái bổn mệnh bị sinh xuất thì nó ít xấu hơn là cái tháng mà bổn mạng tương khắc tháng ở trên là hai tháng mộc. Và rõ ràng là như vậy ha. Thì tháng 9 công việc không có vấn đề, nhưng mà để ý phần gia đạo và một chút gì đó về bổn mệnh của mình. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Quý Hợi, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì mệnh cũng giống như tháng 9 là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng không được tốt đẹp, cần cẩn trọng. Thiên can thì quý với quý là có hàng hai cái chữ quý của Quý Hợi với lại Quý Sửu, Quý Dậu là cùng chữ quý, có hàng can giống nhau, thuộc thủy. Địa chi Dậu Hợi là tự chủ bình hòa, không có tương hại cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy thì phần địa chi xét về mặt tử vi là không có hình hại gì cả. Nạp âm ngũ hành của Dậu là kim, đúng không? Của Hợi là thủy, như vậy là thuộc dòng tương sinh, kim sinh thủy. Ngon lành ha. Trải qua cái hai cái tháng, một cái là bị tự hình, một cái là tương hại, thì đến tháng này không có bị tương khắc về tử vi, mà lại được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành của tử vi, như vậy của địa chi. Như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp, gia đạo trở lại cái sự mà các em mong muốn ha. Có thể là ví dụ như gây gỗ với lại người yêu, gây gỗ với chồng, hay là gây gỗ với vợ, hay gây gỗ với ba mẹ, thì tháng này chúng ta đã hòa lại rồi, làm lành lại với nhau được. Với cái mệnh mà kim sinh thủy này thì các em của sao Thái Bạch thì cần chú ý về phần sức khỏe của mình, bởi vì nó có hao tài đau ốm mà. Còn thiên can thì không có việc, cái phần về công việc thì cũng êm đềm, không có gì xảy ra quá lớn lao. Mọi chuyện chỉ có một chút rắc rối nhẹ nhàng do là bị sinh xuất của tháng thôi. Như vậy là ngon lành. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý. Tháng Giáp Tý thì có kim. Như vậy mệnh là kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ok. 4 tháng liên tiếp cái bị tương khắc tháng, sau là bị sinh xuất tháng, thì bây giờ là tới bổn mạng được đồng hàng. Thì sức khỏe không có vấn đề nữa rồi, không cần phải chú ý nhiều, bổn mạng mình quá tốt. Thiên can quý giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là ngon lành ha. Quý thì hành thủy và giáp thì thành mộc, nạp âm ngũ hành của thiên can tiếp tục là được tương sinh, công việc ngon lành, có thể là xâm sinh tài lộc nhưng mà không quá lớn lao đâu. Rồi địa chi Tỵ Tý Dậu, Tý Ngọ Mão Dậu, Tý Dậu là thuộc nhóm tứ hành xung. Nhưng mà chữ Tý Dậu này nó cách xa nhau lắm nhiều, cho nên là có thể nói là cái phần mà xung khắc nó cũng không quá lớn lao ha. Người ta nói là
Tý Dậu không đi chung, Gia Đạo dễ dễ có xích mích. Tuy nhiên là theo anh xét thì nó xa nhau quá. Tý Ngọ, Mèo Dậu, Tý Dậu đằng xa nè, thì có thể nói là cái phần xuống cấp nó sẽ nhẹ nhàng đi, cũng không quá lớn lao chuyện gì đâu. Với cái bộ mạng mà đồng hàng sức khỏe tốt, các cái phúc tinh được hưởng lợi, thì anh nghĩ rằng cái địa chi này nó không có gì là khó các em đâu. Các em có thể giải quyết nó một cách ôn hòa, nhẹ nhàng. Vốn dĩ như đã nói, người chịu quý thì có nắm cái bệnh là quý nhân, có sự luôn luôn có quý nhân giúp đỡ mình, thì hy vọng rằng nó không quá lớn lao để mà phải nhờ tới quý nhân giúp đỡ mình mới giải quyết được ha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, tháng này là tháng Ất Sửu, tiếp tục là tháng gốc kim. Như vậy mệnh kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe cũng ok giống như tháng 11. Thiên can quý ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy quý ất thì giáp ất thành mộc, quý thì hành thủy, cho nên là gọi là được tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can. Tốt đẹp, rất dễ sinh tài lộc, công việc không có vấn đề. Địa chi Sửu Dậu là thuộc nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Thì đây là một cái sự tích cực. Tháng này có thể nói là một tháng tốt đẹp, hoàn mỹ đối với người quý Dậu. Vì với cái bổn mạng mà được đồng hàng thì các tinh quân, phúc tinh, tài tinh sẽ được tốt đẹp, được hưởng lợi. Thiên can thì không có xung khắc, còn có tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành nữa, công việc quá ok. Địa chi thì Dậu với Sửu là thuộc nhóm tam hợp, mà tam hợp thì như đã nói thì may mắn, không cho gia đạo, không cho các mối quan hệ, không cho nhiều khác nữa. Rõ ràng tháng kết lại của năm bằng một cái tháng nhiều cái điều may mắn tốt đẹp như vậy là một cái điều mà tích cực, và rõ ràng là sẽ làm cho các em tuổi quý Dậu tốt đẹp hơn. Như vậy xét tổng thể 6 tháng cuối năm thì cái phần mà thiên can không có gì gọi là xung khắc, toàn là được tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành, hoặc là không xung không hợp, không có sự xung khắc, báo hiệu rằng 6 tháng cuối năm công việc của các em sẽ có hanh thông, không có việc gì quá lớn lao, không có gút mắt nhiều ở trong cuộc sống, trong công việc, dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên là phần sức khỏe thì các em phải cần cẩn trọng trong cái 4 tháng cuối năm, đó là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, với là mệnh tương khắc tháng và tháng sinh xuất bản mệnh, bản mệnh bị sinh xuất thì bổn mệnh phải cần sức khỏe một tí xíu. Phần gia đạo thì vẫn phải chú ý nhiều ở những cái tháng như là tháng 8, tháng 9 và tháng 11, những cái tháng mà có địa chi không được tốt đẹp, không hơi bị tương xung một tí xíu, chứ không có việc gì xảy ra quá lớn lao. Như vậy rằng là anh đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Nó báo hiệu rằng là sẽ có nhiều điều tích cực trong công việc ha. Đó là điều rất mừng ở những cái tuổi mà các em đang có một cái sự sung mãn ở trong cái cuộc sống và để khẳng định mình. Các em tuổi quý Dậu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi quý Dậu khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ có thể là những video khác về tử vi, vận hạn, tuổi của mình hoặc người thân để mà ứng dụng vào cuộc sống, để cho nó cuộc sống nó có thêm cái thông tin mà mình cương nhu trong làm ăn ha, để có được cái sự thành công nhất định ở trong cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem những video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo mà mình làm. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người sau.